Hi! Welcome back to VietSau channel. Today I'm gonna to talk about the Vietnamese tongue twisters. So, are you ready? Let's get started! The first tongue twister is the B tongue twister. The sentence is full of the B sound. We're gonna do it in three steps. Step 1, I'm gonna say each word very slowly. Step 2, I'm gonna say it a little bit faster. And step three, I'm gonna say this sentence with normal speed. Okay, let's try it. Ba ba béo bán Bang bèo bên bờ biển bị bom bị Ban Now a little bit faster. Ba ba béo bán bánh bèo bên bờ biển. bị bom bi bắn. Now let's say it with normal speed. Bà ba béo bán bánh bèo bên bờ biển bị bom bi bắn. The next tongue twister is the ch sound. Chồng chị chín chết chị chưa chôn chị chờ chuối chín chị chôn cho chồng. Now a little bit faster. Chồng chị chín chết, chị chưa chôn. Chị chờ chuối chín, chị chôn cho chồng. Now with normal speed. Chồng chị chín chết, chị chưa chôn. Chị chờ chuối chín, chị chôn cho chồng. Now the d tongue twister. Đêm, đen, đào, đốt, đèn, đi, đâu, đó đào đốt đèn đi đợi đài now a little bit faster đêm đen đào đốt đèn đi đâu đó đào đốt đèn đi đợi đài now with normal speed đêm đen đào đốt đèn đi đâu đó đào đốt đèn đi đợi đài the r Tongue twister. You can pronounce the R sound more than one way. You can say it like R or Z sound. I'm gonna do both ways. Okay. Rau ri. Rau ria. Ra rap rap. Rau ra. Rau ruk. Rau ri. Rau. Now a little bit faster. Rau ri. Rau ria. Ra rap rap. rau ra rau rụng rau rì rau now a little bit more faster rau ri rau ria ra đậm rạp. rau ra rau rụng rau rì rau now in different way dâu dì dâu dìa da zab zab dâu da dâu dụng dâu dì dâu a little bit faster dâu dì dâu dìa da đậm dạp dâu da, dâu dụng, dầu dỉ dầu. Now with normal speed. Dâu dỉ dì, dâu ria da rậm sạp dâu da dâu dụng, dầu gì dầu. Now let's talk about the t and t tongue twister. Tâm tưởng tôi tỏ tình tới tú từ tháng tư thú thật tôi thương tâm thì tôi thì thầm thử tâm thế thôi now a little bit faster tâm tưởng tôi tỏ tình tới tú từ tháng tư thú thật tôi thương tâm thì tôi thì thầm thử tâm thế thôi Now with normal speed. Tâm tưởng tôi tỏ tình tới Tú từ tháng Tư. Thú thật, tôi thương Tâm thì tôi thầm thử Tâm thế thôi. Now the nh ending. Anh, Thanh, Anh, Thạch. Anh, Thành, Anh, Hành. Anh Thanh, Anh Thạch. Anh Thành, -hành. Anh, -thành Anh -thành Hành. Anh Thanh, anh Thạch, anh Thành, anh hành Now the s sound. Một ông sao sáng. Hai ông sáng sao, sao. Ba ông sao sáng. Bốn ông sáng sao, sao. Một ông sao sáng. Hai ông sáng sao, sao. Ba ông sao sáng. Bốn ông sáng sao. Now a little bit faster. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao, sao. Now let's talk about the L and N tongue twister. Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp lớp lòng nàng lân lân lúa nếp là lúa nếp làng lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lân. lúa nếp là lúa nếp làng lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lân. another l n tongue twister ông lenin lên núi lấy nước nấu lòng Ông Lenin lên núi lấy nước nấu lòng. Ông Lenin lên núi lấy nước nấu lòng. Okay, you've done very well. If you want to bring a smile into my face or support my effort, donate me by the link in the description. Or if you want to download textbooks, get the link in the description. Thank you for watching.